Thank you.
Thánh Giáng Lưu
giữa các thầy giáo sinh. Cảm ơn vai thì lắng vang đầu gió như lưu thổi, mà trong đèn thì nghe tiếng sáo như ngu vò đổ. Thế mà lớp bóng hoàng hay giả được cái hôm nay nhà họ người phước phước để mà phước phần à. Thế bố về bố cho thì con thì nguyện được phước thành để mà xây đền dựng phủ thành, thế về sau giàu sang phú quý trên thì nhân tâm để phụng mẫu phụng hoàng, sau thì bảo ơn đồng đền một đời thì hướng đạo, thế mà tu tập tinh tấn từ 2023 trở đi đủ đủ cho bằng sắc, thế mà cho thì đền phủ xong, thế mà cho thì cấp sắc, thế mà cho hành đạo, thế mà có chữ hương tử mại tử, thế mà bố cho thì gần xa, thế mà hai đàn mở phủ chi giữa thì bố cho về đền, thế mà các tiểu duyên thì tại bản điện, thế bố thương à, thế bằng một lời hoàng dạy ngày nay thì khắc cốt ghi tâm nhỉ, chứ đừng như mấy đứa dạy nó thì làm thế kia. Thế mà cho hoặc cái bao tường mà bắn khen cho họ đổ, không mấy khi thì hát đi thổi bay sao hay thế. Thổi là nghề của họ đổ rồi. Bố ban khen triệu uống rượu hả? Đấy, ban khen cho họ đỗ 1 triệu uống rượu. Thế mà tiền thì nhà hoàng thiếu gì đâu. Đấy, ban thế mà ban khen cho hai người ngồi trên. Đấy, tướng Vinh Đầu Sang. Đấy, cho hai người dưới. Thật lục mới chống nhất. Đệm theo mà anh nhắc nước. Thế mà chứ tưởng mà nghe tiếng trống của hiệu thì phải còn phải phấn đấu. Không. Để phấn đấu được thì được. Để được ngồi thị giả cùng các chư vị, các thầy này thì tu tập tinh tấn, chịu khó nghe, chịu khó nhìn thì được. Bùm, nên bố vợ. Chịu khó phải nhìn tay, nhìn chân thôi. Và chọn hai số đẹp nhất phía bố. Thế ngày hôm nay thương hả? Thế bố thương cho tí rượu. Thì rượu đông trùng nhớ khỏe. Con tu được thì con được. Từ khi mà về nhà hoàng rồi mặt mũi sáng sủa ra. Bố thương con thì con thương hẳn thì.